Tuy nhiên đây sẽ là trận đấu được dự đoán là sẽ không có quá nhiều khó khăn cho U15 Viettel, khi mà U15 Đắk Lắk là đội bóng được coi là đội bóng yếu nhất của bảng C. Khi trải qua hai lượt trận thì họ chưa có được chiến thắng nào cả và đang đứng ở vị trí cuối bảng với 0 điểm mà thôi. Ở trong bảng C này thì U15 BVF có thể được coi là đội bóng đã chắc suất vào vòng tứ kết rồi. Và tỷ số là 1-0 cho U15 Đắk Lắk. Bất ngờ đã xảy ra ngay ở giây thứ 26, khi mà các cầu thủ U15 Đắk Lắk có được pha tấn công đầu tiên thì họ đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Cú dứt điểm đầu tiên và là bàn thắng đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay. Rất bất ngờ, khi mà những dự đoán trước đó thì U15 Viettel không có quá nhiều thành công. Cơ hội tấn công dành cho U15 Viettel, đường chuyền rất hay, cơ hội đây rồi, dứt điểm ngay. Tỷ số là 1-1 cho U15 Viettel. Và không lâu sau khi bị dẫn trước thì U15 Viettel đã có bàn thắng gỡ hòa. Một tình huống phối hợp cực hay của những cầu thủ trẻ bên phía Viettel. Một tình huống phối hợp đập nhả rất hay của những cầu thủ trẻ bên phía Viettel. Và tiền đạo bên phía U15 Viettel đã có bàn thắng gỡ hòa một cách cực kỳ dễ dàng. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Đường truyền vào cực kỳ bình tĩnh là của Trần Hồng Kiên. Một tình huống đệm bóng dễ dàng của cầu thủ bên phía U15 Viettel. Ngoại trừ tình huống để cho thủ U15 Đắk Lắk có được bàn thắng vươn lên dẫn trước ngay ở giây thứ 26 ra, thì lúc này cầu thủ Viettel đang hoàn toàn làm chủ thế trận. Cơ hội tiếp theo. Tỷ số là 2-1 cho U15 Viettel. Rất nhanh. Rất nhanh thì những cầu thủ Viettel đã lấy lại được thế trận của mình và có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Cầu thủ vừa lập công đó là cầu thủ mang áo số 11 Nguyễn Minh Kỳ. Thêm một tình huống thoát xuống hay nữa của những cầu thủ U15 Viettel. Một tình huống mà có vẻ như hậu vệ của U15 Đắk Lắk và thủ môn đã phù hợp không tốt với nhau. Đúng như những dự đoán ban đầu thì việc cầu thủ U15 Đắk Lắk có bàn thắng vươn lên dẫn trước sớm chỉ là một tai nạn mà thôi. Rất nhanh các cầu thủ U15 Viettel đã có hai bàn thắng và họ lại là những người vươn lên dẫn trước rồi. Một tình huống mà thủ thành Lê Anh Vũ của U15 Đắk Lắk đã bằng ra không thực sự quyết đoán và đã để cho tiền đạo mang áo số 11 đó là Minh Kỳ có tình huống cướp bóng và ghi bàn vào lưới trống. Chơi bóng quá nhanh làm gì? Lên bóng cho U15 Viettel, lại lưu chuyền hay nữa. Cơ hội tiếp theo. Một tình huống dứt điểm rất khó hiểu của tiền đạo bên phía U15 Viettel. Vẫn là U15 Viettel. Cơ hội dứt điểm đây. Vẫn không vào. Những tình huống bỏ lỡ rất đáng tiếc của U15 Viettel. Văn Đức. Đánh đầu. Cơ hội vẫn không vào. Các cầu thủ trẻ của Viettel đang làm gì vậy? Phối bật nhà của thủ U15 Viettel cũng là tương đối ấn tượng. Nhưng quan trọng là những pha dứt điểm cuối cùng của họ thì vẫn đang chưa chuẩn xác. Cơ hội đây rồi. Không được. Vẫn là Trung Kiên, không vào. Những cơ hội liên tiếp đang tới với các cầu thủ U15 Viettel. Hoàng Việt. Quyết đi bóng của Hoàng Việt. Vẫn là Hoàng Việt, đi bóng rất khéo của Hoàng Việt. Cơ hội cho U15 Viettel. Hoàng Việt. Dứt điểm ngay, tỷ số là 3-1 cho thủ U15 Viettel. Một tình huống xử lý cá nhân rất ấn tượng của Nguyễn Bá Hoàng Việt. Và sau những tình huống bỏ lỡ ngon ăn thì lúc này thì U15 Viettel đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước 3-1 rồi. Một tình huống solo cực kỳ ấn tượng của số 20 bên phía U15 Viettel. Và cú sút chéo góc là quá khó dành cho thủ thành Lê Anh Vũ. Cô lên bóng cho Đắk Lắk. Ifonie đang là cầu thủ chơi ấn tượng nhất bên phía U15 Đắk Lắk. Vẫn là Ifonie. Cô! Một pha solo rất hay của Ifonie. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-3 cho U15 Đắk Lắk.
số 9 của U Lam Đắk Lắk đang thi đấu rất hay. Những pha chạm bóng của Ifonie thực sự là rất chất chiu. Một pha solo thể hiện được sức mạnh và tốc độ của Ifonie. Pha can thiệp của cầu thủ mang áo số 18 Đức Lương bên phía Viettel là không thể ngăn cản được Ifonie của đôi bên. Nhưng với những diễn biến của hiệp thi đấu đầu tiên này thì chúng ta đang cảm thấy có phần lo ngại cho U Lam Viettel khi mà hàng thủ của họ thi đấu không quá chắc chắn, còn hàng công thì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn. Qua pha tạt bóng đánh đầu, cơ hội cho Đắk Lắk dứt điểm ngay không được. Tình huống mà những trung vệ và thủ môn của U Lam Viettel đã làm việc tốt. Hàng phòng ngự của U Lam Viettel vẫn đang cho thấy được những sự lỏng lẻo ở trong câu phòng ngự của mình. Văn Đức, đường truyền của Hoàng Việt, Hồng Kiên, cơ hội cho U Lam Viettel. Tỷ số là 4-2 nhưng có vẻ lại có lỗi việt vị của Hồng Kiên rồi. Những pha đập nhả lan cánh phải vẫn đang là thứ vũ khí rất lợi hại của U15 Viettel. Nhưng đây là tình huống có vẻ như Hồng Kiên đã việt vị rồi. Tình huống đập nhả giữa Hồng Kiên và Đức Minh. Với một trận đấu rất nhiều bàn thắng như U15 Viettel và Đắk Lắk thì U15 Long An và PVF vẫn đang cầm chân nhau với tỷ số không đều. Cơ hội không vào. Lại là một tình huống bỏ lỡ đáng tiếc nữa của U15 Viettel. Và lại là Hồng Kiên. Đường truyền và pha thoát sướng rất hay của Hồng Kiên nhưng pha chạm bóng của số 7 lại đưa bóng lên trời. Pha chuyền bóng rất hay. Hồng Kiên thoát xuống cũng cực kỳ thông minh. Nhưng pha chạm bóng của số 7 lại đưa bóng vọt xà ngang. Đánh đầu. Lộn xộn, tỷ số là 4-2 cho U15 Viettel. Một tình huống lộn xộn trong vòng cấm và các cầu thủ Viettel đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước 4-2. Người lập công là Đình Chiến. Một tình huống mà những cầu thủ phòng ngự bên phía U17, U15 Đắk Lắk đã không thể phá bóng cách dứt khoát và nó đã giúp cho các cầu thủ U15 Viettel có được bàn thắng vươn lên dẫn trước 4-2. Và đúng lúc này thì trọng tài cũng đã nổi còi kết thúc hiệp một trận đấu giữa U15 Viettel và U15 Đắk Lắk. Tỷ số đang là 4-2, tạm nghiêng về các cầu thủ U15 Viettel. Đường truyền của Đình Chiến. Cơ hội không vào và đó là bàn thắng thứ 5 dành cho U15 Viettel. Một tình huống chuyền bóng vượt tuyến rất hay của Đình Chiến. Và cầu thủ mang áo số 22 đó là Thành An đã có được riêng cho mình một bàn thắng. Tình huống thoát xuống rất nhanh của Thành An và một pha tầng bóng qua đầu với thủ thành Lê Anh Vũ của U15 Đắk Lắk. Tình huống chuyền bóng rất hay của Đình Chiến. Và tình huống này thì Thành An đã có pha chạm bóng cực kỳ cảm giác để có bàn thắng cho cầu thủ Viettel. Tỷ số lúc này là 5-2 rồi. Văn Đức vào. Một siêu phẩm của Văn Đức. Một siêu phẩm trên chấm đá phạt của Văn Đức. Và tỷ số là 6-2 cho thủ U15 Viettel. Cú dứt điểm rất tín chân của Văn Đức. Cú đá phạt có thể nói là không thể cản phá của hậu vệ mang áo số 5 bên phía thủ U15 Viettel. Tình huống dứt điểm rất hay của Văn Đức.